Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang bị cách ly nhưng mà không vì thế mình lại bỏ lỡ một cái sự kiện cực kỳ quan trọng này của Apple, đó chính là WWDC 21. Và bởi vì kênh mình là Thí Laptop nên là mình sẽ tổng hợp lại sự kiện cũng như tin tức liên quan đến laptop, đặc biệt là macOS nha. Còn lại những cái thông tin khác như là iOS mới hay là iPadOS thì mình sẽ để đường link dẫn đến kênh của Thí Động. Thì Thí Động cũng sẽ có tổng hợp lại một số tin tức mới được cập nhật ở cái sự kiện WWDC 21 lần này. Nên là các bạn nhớ click vào đường link ở bên góc trái màn hình nha. Ok, với cái sự kiện lần này thì Apple đã nhấn mạnh cũng như là mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn mới trong cái hiệu suất làm việc của mình. Bằng chứng đó chính là Apple đã mang đến một cái hệ điều hành mới mang tên gọi là Monterey. Thì với cái tên gọi mới này thì Apple đã lấy cảm hứng từ vịnh Monterey ở trên bờ biển của trung tâm bang California của Hoa Kỳ. Và với việc nhấn mạnh vào cái hiệu suất làm việc như thế thì với cái tính năng đầu tiên mà Apple giới thiệu phải nói cực kỳ hay và cực kỳ xuất sắc, đó chính là Universal Control. Với cái tính năng này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chuột hoặc là trackpad và sử dụng cả Mac và iPad cùng một lúc mà không cần phải bất kỳ một cái setup nào. Chúng ta không cần phải kết nối dây nhợ lằng nhằng. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt một chiếc iPad kế bên một chiếc MacBook và sử dụng trackpad để di chuyển qua lại hai màn hình cùng một lúc. Mình nhấn mạnh nha là cùng một lúc. Nó giống như việc là bạn kết nối hai màn hình vậy đó. Tuy nhiên thì lần này là kết nối không dây. Và nó sẽ mang lại một cái sự gọn gàng nhất có thể. Và không chỉ là làm việc nha, không chỉ là di chuyển trackpad mà mình có thể gõ bàn phím ngay trên cả chiếc iPad nữa. Bên cạnh đó, nó không chỉ làm việc thao tác ở trên các ứng dụng hay là những cái thao tác trên chiếc iPad, mà mình có thể di chuyển dữ liệu, file tập tin qua lại lẫn nhau. Mình có thể mang một cái file tập tin từ chiếc iPad qua bên chiếc MacBook và tiếp tục làm việc rất là dễ dàng. Và một điểm nhấn mạnh cũng như là tốt hơn nữa, đó chính là nó sẽ hoạt động được hơn cả hai thiết bị cùng lúc. Chẳng hạn như trên ví dụ mà Apple đã mang đến là Apple đã thực hiện trên cả ba thiết bị cùng một lúc là iMac, MacBook và iPad. Và thậm chí là chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển dữ liệu qua hai thiết bị cùng một lúc mà không bị sao cả. Giống như Apple đã demo cái việc đó chính là đã mang một cái file tập tin từ bên chiếc iPad và qua một thiết bị là MacBook và qua thêm một thiết bị nữa là iMac và bỏ nó vào trong Final Cut để tiếp tục làm việc cùng một lúc. Và nó là quá tuyệt vời với cái tính năng Universal Control này. Nó mang lại một cái hiệu suất và nó là việc trơn tru và mượt mà nhất trên giữa các thiết bị được đồng bộ một cái nền tảng với nhau. Và mình cảm thấy là với cái tính năng lần này thì chúng ta không cần phải mua thêm một cái màn hình rời setup nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những cái thiết bị có sẵn của Apple bởi vì nó có nền tảng đóng cực kỳ hiệu quả cũng như là cực kỳ đồng bộ. Và cái tính năng thứ hai mà Apple đã mang đến giới thiệu đó chính là AirPlay. Thì trước đây thì mình chỉ có thể chia sẻ màn hình của iPhone lên cái thiết bị như là TV dùng để xem phim hay thậm chí là thuyết trình mà thôi. Thì lần này thì Apple đã mang đến một cái tính năng hoàn toàn mới tên gọi là AirPlay to Mac. Thì với cái AirPlay to Mac này, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ mọi thứ trên MacBook ngoài việc xem phim hay là thuyết trình. Thậm chí chúng ta có thể vẽ sketch trên iPad và dùng chiếc màn hình của iMac hay là MacBook để review cho một cái màn hình nó rộng hơn. Và không chỉ dừng lại ở đó mà chúng ta còn có thể chia sẻ âm thanh để tận dụng được cái chất lượng âm thanh luôn được đánh giá cao trên iMac. Chẳng hạn như mình muốn nghe loa của chiếc iMac mới đi, nó nghe rất là hay, nhưng mà chiếc loa của iPhone thì không đáp ứng được điều đó, thì chúng ta chỉ cần việc bật AirPlay và share nó lên iMac. Thế là chúng ta đã có thể tận dụng được cái chiếc loa cực kỳ ấn tượng của chiếc iMac và MacBook. Và cái tính năng thứ ba mà Apple đã mang đến một cái cập nhật mới của cái macOS lần này, đó chính là Socket. Thì trước đây chúng ta chỉ có thể tìm Socket ở trên các ứng dụng nền tảng như là iPhone hay là iPad thôi. Thì nói sơ qua thì Socket đó chính là một cái ứng dụng, không phải là ứng dụng nữa, mà đó chính là một cái thao tác hành động cùng một lúc, một cái automation để giúp cho chúng ta có thể làm việc một cách nhanh chóng và tự động hóa hơn. Và lần này nó đã xuất hiện trên macOS. Nó giống như iPhone gì đó, chúng ta có thể thiết lập các câu lệnh khác nhau để thực hiện một tác vụ một cách nhanh chóng và hoàn toàn là tự động. Và cái cập nhật mới tiếp theo mà Apple đã mang lên macOS đó chính là về Safari. Thì Safari thì Apple đã được giới thiệu đây là một trình duyệt nhanh nhất thế giới hay là trình duyệt bảo mật
và nó có tính năng mới được hoàn toàn giới thiệu trong cái sự kiện lần này, đó chính là tính năng chặn tracking. Có nghĩa là chúng ta khi mà lướt web một cái website nào đó thì chúng ta không hề bị bất kỳ một phần mềm hay là website bên thứ ba nào đó theo dõi cái hành động và hành vi của người dùng. Một tính năng rất là hay. Và bên cạnh đó thì nó sẽ mang lại một cái thiết kế giao diện là hoàn toàn mới. Những cái tính năng được gộp lại với nhau, một cái địa chỉ website nó sẽ được thu nhỏ lại để mang lại được cái nhiều không gian cho việc lướt web hơn. Hay là mỗi khi mà mình chuyển tab thì toàn bộ giao diện cũng sẽ được đổi màu theo cái màu chủ đạo của website. Và nó là một sự thay đổi lần này nó rất là đẹp và mang lại một cái hiệu ứng thị giác là rất tốt. Và một tính năng nữa được giới thiệu trên Safari đó chính là Tab Group. Thì cái tính năng này thì chúng ta có thể gộp các tab chung lại với nhau và phân theo từng mục. Thì như Apple đã giới thiệu và demo thì nó sẽ có nhiều tab, chẳng hạn như là để chuẩn bị cho một chuyến đi thì mình sẽ cần phải lên plan như thế nào. Và đó là một cái tính năng Tab Group. Cái tiếp theo nữa đó chính là Extension. Thì Extension luôn là điểm yếu cố hữu trên Safari bởi vì nó sẽ hỗ trợ rất ít. Và lần này thì Apple cũng chả mang lại một cái điều gì mới mẻ của cái extension trên Safari macOS cả, mà Apple chỉ mang đến gọi là một cái sự tiện ích mới được áp dụng trên cái nền tảng nhỏ hơn, đó chính là iPad và iOS mà thôi. Và đó là toàn bộ những cái nổi bật cũng như một cái sự nâng cấp lớn của cái phiên bản macOS Monterey lần này. Về những cái nhỏ lẻ khác, chẳng hạn như là FaceTime nó sẽ mang lại một cái hình ảnh và âm thanh tốt nhất nè, hay là chúng ta sẽ có tính năng mới là Share Play, thì chúng ta có thể xem phim hay là nghe nhạc giải trí cùng người đối diện qua FaceTime, hay là chúng ta có thể chia sẻ cái màn hình ứng dụng qua bên người đối diện nữa. Nó về cơ bản thì nó giống như là Zoom gì đó, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có FaceTime, nó không khác gì Zoom cả. Hay là tính năng Share With You, hay là chúng ta sẽ có những tính năng như là Notification Focus. Chúng ta sẽ có thể thiết lập từng focus, chế độ focus khác nhau. Chẳng hạn như lúc đi ngủ thì chúng ta chỉ cần hiển thông báo nào, hay là chúng ta làm việc thì chỉ cần hiển thông báo về Messenger, hay là chúng ta chơi game thì nó sẽ chỉ hiển những thông báo về ứng dụng game mà thôi. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những tính năng như là Quick Note. Chúng ta có thể ghi chú nhanh trên cả chiếc MacBook nữa, và nó rất là tiện lợi. Và theo như mình cảm nhận thì về cái sự kiện lần này thì không biết là Apple có dành nhiều quá nhiều chất xám để tập trung về những cái nền tảng như là iOS hay là iPadOS hay không, bởi vì mình thấy macOS thật ra thì nó cũng chỉ nâng cấp những cái nhỏ nhỏ thôi, nó không phải là một cái sự đột phá nào đó nó quá lớn lao. Và cũng có thể chính vì lý do đó mà macOS lại được giới thiệu ở cuối chương trình sự kiện WWC 21. Tất nhiên thì đó chỉ là những cái mà Apple giới thiệu, còn về cái bản chính thức và bản beta thì mình hy vọng là sẽ được cập nhật và trải nghiệm phiên bản sớm nhất, và sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều thông tin khác nữa và bí mật khác nữa. Ok, các bạn đừng quên đi bấm like và share cho kênh Thi Laptop nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.